Chào các bạn, nay thì mình xin giới thiệu với các bạn đây là ống lưng chống sốc cho Samsung S7 các bạn ha. Thương hiệu là Newkin các bạn và Defender, mã sản phẩm là Defender các bạn ha. Bạn có thấy toàn bộ chi tiết trong và ngoài các bạn ha. Đó, bao gồm thì hiện tại thì shop có 3 màu các bạn ha. Nhưng mà sắp tới shop sẽ về thêm màu đen, bạn thấy đây là màu đen. Cái này thì là của S7S các bạn ha. Thì mình cầm để bạn để cho các bạn thấy chi tiết về màu thôi các bạn. Đây là ba màu còn lại các bạn ha. Bao gồm là màu xanh lá, màu đỏ và màu cam các bạn. Xanh lá, đỏ, cam. Rất là ngầu các bạn. Gắn vào chiếc S7 rất là ngầu. Bạn thấy được thiết kế đường nét rất là đẹp các bạn ha. Cầm trên tay thì khá vững các bạn. Nó lại chống sóc các bạn thấy. Nó không có bị trường hợp ví dụ bảo vệ tốt cái S7 của mình. Ví dụ va đập có rớt đi nữa thì có cái ốp lưng này nó cũng bảo vệ rất là tốt rồi, rất là tuyệt vời rồi. Bạn thấy. Đây là màu đỏ mặt bên trong các bạn ha. Màu cam. Đó, nhiều sự lựa chọn về màu sắc cho các bạn đó ha. Các bạn thấy là ở bên trong á, cái ốp lưng này còn có những cái thẻ như thế này. Thẻ này để là giống như follow với Facebook rồi Twitter rồi trang Newkin để biết là hàng nhái hay là hàng thật. Các bạn có thể quét mã QR của Newkin ở đây. Rồi các bạn có thể check cái số series này lên trang newkin.com các bạn ha. Nhiều cái phương pháp để mình biết là hàng nhái hay là hàng chính hãng các bạn ha. Giới thiệu lại với các bạn, đây là ốp lưng chống sóc Defender cho Samsung S7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, chúc các bạn một ngày vui vẻ.